Chiều nay, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở ngành đã có buổi tiếp và làm việc với phái đoàn Hà Lan về hỗ trợ đầu tư đối với đề án Trung tâm Sản xuất Chế biến và Tiêu thụ Nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thông tin đến phái đoàn Hà Lan những nội dung chính của đề án Trung tâm Sản xuất Chế biến và Tiêu thụ Nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Cùng với những chính sách ưu đãi theo quy định của chính phủ, Cần Thơ kêu gọi và mong muốn Hà Lan hỗ trợ và đầu tư vào một số lĩnh vực cụ thể như công nghệ sản xuất giống vật nuôi cây trồng, cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, công nghệ chế biến nông sản, ứng dụng công nghệ số để dịch vụ logistics phục vụ chế biến và thị trường tiêu thụ nông sản. Đoàn Hà Lan đánh giá cao vai trò đề án Trung tâm Sản xuất Chế biến và Tiêu thụ Nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ, đồng thời cho biết sẽ sẵn sàng làm cầu nối cũng như trực tiếp tham gia hỗ trợ đầu tư vào những lĩnh vực mà thành phố kêu gọi.